Đã bao giờ anh nghe muốn theo kèm Messi? Một là tung cú đấm, hai là tung cú đấm nhiều lần, đến khi toàn thấy nước mắt, đến khi toàn những vết cắn, mới có thể đến lúc Messi thôi không ghi bàn. Thế nhưng mà River không có sợ mó linh, Van Dijk như thế đây, khen là khen đến hết lời này. Gì không thuộc thế giới ấy, gì về hành tinh khác đi, tại sao gì cứ xuất sắc mãi không bao giờ đổi thay. Có lẽ fan yêu dù thò quá nên là fan quá đau luôn nha. Phút thứ 26 là lúc hai cựu cầu thủ của Liverpool cú tì nhỏ chuyền cho Amba chuyền bóng xuyên hết luôn, bứt tốc lên đưa nhẹ chân xua đánh khéo léo làm bàn. Có lẽ không nên ăn mừng thế mà tình yêu với chốn quen xưa, phút 75 vẫn là thò dù giúp bật xa bóng đến chân xì. Hai không quà này xấu khi gì Messi bông hoa thanh vắng toàn, thế nhưng vẫn chưa dừng lại đến phút 82 bông ly bị tôi phá. Xì cũng thật lâu ca, tay góc này khá xa, mọi người không chú ý, Xì đặt ngay bóng đúng tâm đá. Tiếp theo thì qua vãi đáy, sút căng liền góc chữ A, và thành một dấu chấm hết với líp sau bàn thứ ba. Có lẽ anh son quan trọng quá, nên là tốt chẳng dám buông ra, thiếu băng thêm kênh sao mà đá, nên trận này tốt khá căng nà. Mới phun từ 15 gì ấy, có pha chuyền bóng ngay đúng tầm, cả nguyên hàng thủ gà trông nhìn văn bách sút tung tăng. Vẫn cứ đôi công thêm vài phát, nhưng chẳng ai có thêm bàn nào, nên đến ngay phút thứ 78 sút bật cột sát đi đưa vào. Tốt trong một ngày không may mắn, tấn công bê tắc bãi đánh bộ, mà cũng may tí nữa thì thua thêm mấy phát nếu xuất sắc. Đôi khi em nghĩ lật về nước xa lạ như lên đồng với Xì hơi bị ngao, thì bay ra lý phơ còn cưa lật cái kèo căng. Tốt nếu như Son kênh cầm bánh, chắc thì đâu sẽ ok hơn. Ajax năm nay sao mạnh quá, cả làn support riêng luôn. Đón xem lượt về chắc chắn sẽ hấp dẫn lôi cuốn fan tung cầu.